Đây là tàu ở bên em đó, đang múc để chuẩn bị ăn. Lần nào cũng vậy, nấu ra một nồi xong bắt đầu ăn trước, rồi bắt đầu ăn một tô, rồi bắt đầu múc bán cho khách. Em lúc nào cũng ăn thử hết trơn. Với lại tại vì tàu hủ nó ngon á, nên em rất là thích ăn luôn. Tàu hủ bên em á, mấy chị thấy siêu mịn luôn. Em giao tới mấy chị nha, một là mấy chị có thể ăn ăn lạnh nha. Mấy chị ăn lạnh là mấy chị cho thêm đá, mấy chị cho thêm đá mà mấy chị ăn lạnh. Còn hai là mấy chị sẽ ăn nóng, mấy chị sẽ cho vào microwave tầm khoảng 1 phút, rồi mấy chị mang ra nó sẽ nóng hổi luôn. Đây là nước đường gừng sẻ núi bên em nè. Tại vì gừng sẻ mấy chị cũng biết rồi, gừng sẻ núi nó cay lắm, cay. Nó cay mà nó thơm giống như là ớt hiểm gì đó, nên mình nấu ăn này rất là ngon. Mấy chị thấy không, tàu hủ nước đường bên em nó không có giống ở bên ngoài. Em làm nó truyền thống chứ em không có cho, em không có làm giống như là người ta, là người ta cho chân trâu này chi em lum la vô. Với lại đặc biệt nước cốt bên em là nước cốt tươi nha, nước cốt tươi chứ không có dùng một béo nha, nên nó béo dữ lắm, nó béo luôn đó. Em ăn là cho ăn ít vậy thôi chứ nhiều quá béo quá trời luôn chịu không nổi, tại vì nó dữ lắm, nó béo luôn nè.